Vâng, xin chào các anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video Business and Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, là giảng viên trường học thương mại. Tôi đã giảng dạy ở trường học thương mại từ năm 2008 tới nay. Vâng, tin tốt là vẫn đang là giáo viên. Vâng, tin tốt nữa là tôi có cái kênh YouTube PA Marketing, thường xuyên chia sẻ những cái bài học, bài giảng, những kinh nghiệm trong cái lĩnh vực Business and Marketing, truyền thông, quảng cáo, bán hàng. Và hôm nay cộng sự của chúng tôi, công ty PA Marketing đã chuẩn bị cho tôi một cái bài là các cái lỗi thường gặp khi đàm phán trong kinh doanh. Vâng, chúng tôi sẽ có thường xuyên những cái chủ đề như thế này để có thể chia sẻ với các anh chị và các bạn. Vâng, thế thì lỗi đầu tiên chúng ta thường đề cập đến đó chính là chúng ta không tìm hiểu kỹ về đối tác. Khi chúng ta đi đàm phán thì các cụ nói rằng là trăm trận trăm thắng, đúng không ạ? Rồi thì biết người biết ta. Thế thì chúng ta cần phải tìm hiểu về đối tác, đúng không? Đối tác là người như thế nào, họ có năng lực như thế nào, họ có nhiều sự lựa chọn hay ít sự lựa chọn, tính cách của họ ra sao, họ thích cái gì, họ thích màu gì, họ thích tiền hay họ thích quà, đúng không ạ? Hay là họ thích ăn nhậu, họ thích đi chơi, vân vân. Trong đàm phán chúng ta phải tìm hiểu hết, thậm chí bố mẹ như thế nào, con cái như thế nào, để chúng ta có thể chiều chuộng được những đối tác như thế này. Hoặc là cái sức mạnh của đối tác, đúng không? Chúng ta tìm hiểu kỹ, nhưng ở đây là chúng ta tìm hiểu cái gì? Thì như tôi nói là chúng ta sẽ tìm hiểu về tuổi tác này, giới tính này, khu vực này, vùng miền này, nghề nghiệp này, đặc biệt là thói quen, sở thích, hành vi, và cái sức mạnh của đối tác đó. Chúng ta có thể là tìm kiếm được cái sức mạnh đó, những cái keyword để chúng ta có thể bắt được là khi chúng ta chào cho đối tác những cái điều đó thì có thành công hay không. Thí dụ như là chúng tôi đi làm việc với một cái cơ quan nhà nước để xin một cái dự án. Tôi nói thí dụ, tất nhiên là dự án cũng rất là minh bạch thôi, không có cái gì gọi là gian lận hay là vi phạm pháp luật cả, một cái dự án về giáo dục. Nhưng rõ ràng rằng là chúng tôi cũng phải tìm hiểu cái người đứng đầu, cái người ra quyết định, đúng không ạ? Ông ta hay là chị ta là ai, người ta thích cái gì, thích ăn gì, thích uống gì, thích chơi gì, đúng không ạ? Gia đình như thế nào, để từ đó chúng ta tiếp cận nó dễ dàng hơn, đúng không? Rồi, cái lỗi thứ hai là chúng ta thường xuyên gặp phải có thể là không lên kế hoạch đàm phán trước khi đi đàm phán. Người ta nói rằng là có một kế hoạch tồi còn hơn là không có kế hoạch nào cả. Vì vậy chúng ta cần phải có một cái kế hoạch, các bước đàm phán, bao nhiêu bước, mình đưa cái gì trước, đưa cái gì sau, cách thức mình gặp gỡ chào hỏi, cách thức mình đưa cái bản chào, cách thức mình đi, mục tiêu mình cần đạt được trong từng cái bước là gì. Không phải là đàm phán nào một lần chúng ta cũng thành công ngay đâu. Có thể phải nhiều lần hoặc thậm chí rất nhiều lần sau chúng ta vẫn không thành công là chuyện bình thường. Hoặc là gì, nói vui như trong tình yêu cũng thế thôi. Nếu mà các bạn đi tìm hiểu bạn trai, bạn gái của mình, đúng không? Các bạn cũng cần phải có kế hoạch. Hôm nay đi đâu, ăn gì, làm gì, chơi gì, xem gì, nhắn tin gì. Tương tự như thế, ngày mai, ngày kia chúng ta cần phải có kế hoạch để nâng cái hiệu quả lên. Rồi, chúng ta cần phải kiểm soát cảm xúc, bởi vì trong quá trình đàm phán có thể có những cái mà mình không đạt được như mong muốn, hoặc là cái câu nói, cái lời nói của đôi khi chúng ta sẽ bị cảm thấy mất tự ái, chúng ta cũng cảm thấy mất tự chủ, thì chúng ta cần phải rất là lịch sự, chúng ta phải kìm nén, kiểm soát cảm xúc tốt, đúng không ạ? Đừng tỏ ra khó chịu, vui vẻ lên, đúng không ạ? Cũng đừng tỏ ra chán nản, chúng ta cứ xác định đi là cái cuộc đàm phán này là chúng ta thua ngay từ đầu đi, thì chúng ta đến trong cái tâm thế nó cũng rất là nhẹ nhàng, vui vẻ, đúng không? Và được thì rất là mừng, mà không được thì thôi. Thì tất nhiên chúng ta sẽ phải làm việc hết sức, đúng không ạ? Chúng ta có một cái cách tôi gọi nó là kiểm soát cảm xúc cá nhân, và lúc nào cũng vui vẻ thì như thế mới tốt được. Đấy là trong công việc thôi, còn nếu trong tình cảm mà chúng ta giả dối thì cũng không phải là tốt đâu nha. Vâng. Cũng giống như trong bán hàng thì chúng ta nói quá nhiều và lắng nghe quá ít thì đều là không tốt. Bản chất đàm phán là một cái khâu của quá trình bán hàng mà thôi. Đấy, thế thì chúng ta nên nói hợp lý và nghe hợp lý. Khi mà đối tác nói thì chúng ta nghe, gật gù, ghi chép, đặt câu hỏi, khen ngợi, đúng không ạ? Còn khi mình nói thì mình sẽ tập trung, sẽ nhìn vào mắt của họ, sẽ xoáy sâu vào và không để cho họ rời mắt khỏi mình. Hãy nhấn mạnh những cái điểm mình cần thuyết phục cho khách hàng bằng những con số, bằng những chỉ số, bằng những kết quả, đúng không ạ? Đấy, thì cái việc mà nói quá nhiều cũng không phải là tốt, thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối cũng không phải là tốt, nhưng mà nói quá ít cũng không phải là tốt. Nói chung là cái khái niệm vừa đủ
là một cái khái niệm rất là khó, đúng không? Chúng ta phải tinh tế và linh hoạt. Đôi khi cái cuộc nói chuyện nó bị trùng xuống thì chúng ta phải khơi nó lên, mà đôi khi nó đang bị tranh luận gắt gao quá thì chúng ta phải giảm nó đi. Và khi mà đến chúng ta đạt được cái mục đích của chúng ta rồi thì chúng ta có thể giảm bớt xuống, đúng không? Thì tôi nghĩ đấy là điều rất là tốt. Và trong cái kế hoạch của chúng ta thì chúng ta nên có những cái sự nhượng bộ nhất định. Thực ra cái sự nhượng bộ này là nằm trong cái kế hoạch của chúng ta, chứ không phải là chúng ta tùy ý nhượng bộ đâu, đúng không ạ? Chúng ta tiến một bước xong rồi chúng ta lùi hai bước, xong cho tiến ba bước chúng ta lại lùi một bước, kiểu như thế. Đấy là cái chiến lược đàm phán, đúng không? Ông mất cái chân giò bà thò chai rượu, bản chất của đàm phán đấy là tôi được cái gì và tôi mất cái gì, điều gì đảm bảo cho tôi an toàn. Đấy, đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải làm, đúng không? Chúng ta cố gắng tìm những cái cách mà chúng ta có thể là chiến thắng được đối thủ càng sớm càng tốt. Và chúng ta cũng đàm phán dựa trên nguyên tắc là win-win. Win-win trong tiếng Anh có nghĩa là cả hai bên cùng thắng, chứ không phải đàm phán là tôi thắng và bạn thua. Có một số trường hợp là bạn cần phải áp đảo đối thủ, nằm cửa trên đối thủ, nhưng không phải trong mọi tình huống đều tốt. Chúng ta cũng nên nói chung là tôn trọng và tinh thần là hòa hảo. Trừ khi chúng ta là một gã khổng lồ, chúng ta đàm phán cửa trên và mọi người phải theo chúng ta. Thí dụ như bây giờ bạn muốn nhận nhượng quyền độc quyền của Apple, bạn bán thì rõ ràng là cái khi bạn đàm phán thì bạn ở thế dưới rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn thắng được là bằng cách là chúng ta nhận được cái đàm phán đó, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng để ý đến cái bối cảnh. Bối cảnh ở đây là ví dụ không gian, thời gian, trang phục, cảm xúc của những người đi cùng với chúng ta. Đấy. Ví dụ như là chúng ta đàm phán vào những cái lúc mà thời gian nó gấp gáp quá nó sẽ không hiệu quả. Đấy, nên tổ chức những cái khoảng thời gian mà hai bên cảm thấy rất là phù hợp và cách xa cái công việc ra. Ví dụ như là có thể đi đâu đó. Trong một số những cái trường hợp bán hàng họ thường đưa đến resort, khách sạn, đi 2-3 ngày để làm gì, để cái người mua hàng ấy nó tách ra khỏi cái tâm lý là người ta bị cơm áo gạo tiền, vợ chồng con cái nó đập vào mặt, tách hẳn ra, thì chúng ta sẽ thấy rằng là người ta sẽ tập trung vào cái công việc đó và người ta đẩy được cái cảm xúc lên, và khi đó thì cái việc đàm phán nó sẽ hiệu quả hơn, cái việc tổ chức sự kiện nó sẽ hiệu quả hơn. Không gian, thời gian, cảm xúc, màu sắc, mùi vị, ánh sáng rất là quan trọng. Cái này tôi sẽ lấy một cái ví dụ không liên quan lắm đến việc đàm phán bán hàng, nhưng mà nếu mà các bạn đi vào các sòng bạc lớn trên thế giới ấy, thì thường những cái sòng bạc họ thường có xu hướng là họ làm cái trần, cái trần trần nhà ấy, là họ làm giả cái bầu trời. Rất nhiều khách sạn họ làm như vậy. Các bạn có biết tại sao ạ? Bởi vì cái trần nhà họ làm giả cái bầu trời, tức là nếu mọi người để ý là khi nào họ nhìn lên họ cũng thấy trời sáng, họ cảm thấy không không bị rục rã. Chứ còn nếu mà ví dụ mình cảm giác khi mình đến tối là mình có xu hướng là muốn về nhà, muốn ngủ. Đấy, thế thì cái bầu trời của nó cứ luôn luôn sáng và người ta không phân biệt được ngày và đêm. Lúc nào trời cũng sáng. Thế thì như vậy cái cảm giác người ta sẽ tĩnh tâm hơn, người ta sẽ chơi nhiều hơn. Thì đấy là một cái mẹo tôi muốn nói về cái gọi là không gian và thời gian. Hoặc là mình đi tán gái cũng thế thôi, đúng không? Thì mình phải set up cái không gian thời gian nó hợp lý. Đi chơi, đúng không? Ăn tối ở đâu, hoa hoét như thế nào. Đấy, rồi thì cái bối cảnh có nhiều người hay có ít người, riêng tư hay không riêng tư, hoa hồng lãng mạn như thế nào, thì đó cũng tăng được cái hiệu suất đàm phán lên rất là nhiều, đúng không? Và chúng ta dựa vào những cái linh cảm trực giác của chúng ta để chúng ta ra quyết định. Và đôi khi thì chúng ta đã có kế hoạch rồi, nhưng mà trong một số tình huống chúng ta có thể cao hứng nên chúng ta đưa ra những cái gọi là điều khoản khác, đúng không? Trong quá trình đàm phán đấy, chúng ta phải có dữ liệu, chúng ta phải biết là chúng ta đã thắng hay thua và chúng ta muốn thắng hay muốn thua để chúng ta làm. Đôi khi chúng ta thua một chút thì cũng tốt hơn là chúng ta thắng, đúng không ạ? Bởi vì hợp tác là phải cùng thắng, win-win. Chứ còn nếu mà chỉ chúng ta thắng thôi thì chúng ta đàm phán thành công nhưng sau đấy thì đối tác người ta không làm được thì cũng fail, cũng hỏng thôi. Bởi vì mình đàm phán thành công thì đối tác nó phải làm được. Chứ không sau 1-2 năm thì cũng quăng tèo nó có cái gì đâu, đúng không ạ? Vâng. Thế thì cái video là hướng dẫn về cái quá trình đàm phán để trong chúng ta có thể ứng dụng trong việc bán hàng, trong việc thuyết phục khách hàng, trong việc đàm phán với đối tác, trong việc đàm phán tiền lương, đàm phán với vợ chồng con cái, đàm phán để kiếm người yêu vân vân, chúng ta có thể áp dụng được.
Ở đây chỉ là những cái nội dung nó cũng rất là căn bản thôi. Các bạn có thể tham khảo thêm những cái cuốn sách về đàm phán khác, được chưa ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong series video PA Marketing Business Vlog của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.